Thầy chào các bạn học sinh lớp 3 đã đến với tiết học tự nhiên xã hội. Hôm nay các em sẽ được học bài hoạt động nông nghiệp. Các bạn theo dõi trên màn hình hoặc ở sách giáo khoa tự nhiên xã hội trang 58-59. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ biết kể tên một số hoạt động nông nghiệp của tỉnh hoặc thành phố nơi mình đang sống. Và nếu được lợi ích của hoạt động nông nghiệp, Bài học hôm nay gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1 là tìm hiểu hoạt động nông nghiệp. Hoạt động 2 tìm hiểu về nông nghiệp ở địa phương. Chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động 1, tìm hiểu hoạt động nông nghiệp. Thầy có 5 tấm hình. Các bạn hãy quan sát và nhận xét các hoạt động trong hình và lợi ích của các hoạt động đó ở hình một đó là chăm sóc và bảo vệ rừng thì lợi ích của việc làm này đó là cung cấp gỗ làm cho không khí trong lành và chống xói mòn đất Ở hình 2 là hoạt động nuôi cá. Thì đem lại lợi ích là cung cấp cá làm thức ăn cho con người. Hình 3 là hoạt động gặt lúa. Lợi ích của hoạt động này là cung cấp gạo để ăn. Ở hình 4, đây là hoạt động nuôi lợn thì lợi ích của việc nuôi lợn đó là à, cung cấp thịt cho con người sử dụng nè và ở hình năm đó là hoạt động nuôi gà à, thì cũng đem lại lợi ích là cung cấp trứng và thịt à, các bạn hãy chú ý lên màn hình thầy sẽ cho các bạn quan sát rõ hơn các hoạt động nông nghiệp ở nước ta vừa được xem qua một cái đoạn video clip về các hoạt động nông nghiệp ở nước ta đúng không nè à, như vậy mình thấy là có rất là nhiều những cái hoạt động nông nghiệp à, vậy thì năm cái bức tranh mà mình vừa quan sát đó bức tranh số 1 đó là chăm sóc và bảo vệ rừng bức tranh số 2 là nuôi cá bức tranh số 3 là gặt lúa thứ tư là nuôi lợn và số 5 là nuôi gà được chưa đây được gọi chung đó là hoạt động nông nghiệp. Vậy thì các hoạt động trồng trọt nè, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng được gọi là hoạt động nông nghiệp. Giới thiệu với các bạn, đây là những sản phẩm của hoạt động nông nghiệp thì những sản phẩm của hoạt động nông nghiệp thường được dùng để làm thức ăn cho con người, vật nuôi và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Mà nếu như không còn hoạt động nông nghiệp, chúng ta sẽ không có thức ăn. Vậy, hoạt động nông nghiệp rất là quan trọng vì nó cung cấp lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp. Thầy và các bạn cùng nhau đi vào hoạt động 2, tìm hiểu về nông nghiệp ở địa phương. Hiện tại, chúng ta đang sống ở khu vực thành phố, thường sẽ không có các hoạt động nông nghiệp. Và các hoạt động nông nghiệp ở từng địa phương có thể khác nhau có địa phương chỉ đơn thuần là cấy lúa, có nơi trồng rau hoặc nuôi tôm cá. Như vậy ở hoạt động này, thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn biết về các hoạt động nông nghiệp ở nước ta. Hoạt động trồng lúa có lẽ là một cái hoạt động chẳng còn xa lạ gì với các bạn, đúng không? Các bạn đã thấy ở trên báo đài, nè trên TV rất là nhiều. À, đây, là hoạt động chính ở các vùng đồng bằng và nó đem lại nguồn lương thực dồi dào cho con người. Giới thiệu thêm các bạn nè, tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới vào lần thứ 11 được tổ chức tại Philippines vào năm 2019, thì sản phẩm gạo ST25 của Việt Nam đã được vinh danh là loại gạo ngon nhất thế giới. Đây là một điều rất là đáng để mình tự hào, phải không các bạn? Hai hoạt động tiếp theo thầy muốn giới thiệu đó là hoạt động trồng chè và trồng cà phê. Đây là hoạt động nông nghiệp chính ở các vùng có địa hình đồi núi cao. À, ví dụ như là tỉnh Lâm Đồng nè, Đắk Lắc, đúng không các bạn? Đây là những cái vùng mà có địa hình đồi núi cao. Và những cái sản phẩm này thường được xuất khẩu đi nhiều nước. Hoạt động đánh bắt cá và nuôi thủy sản là hoạt động nông nghiệp ở các khu vực ven biển, khu vực có sông hồ và sản phẩm của các hoạt động này thường được sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu đi nhiều nước. Ngoài ra còn có hoạt động nuôi bò sữa giúp cho các bạn có sữa uống hàng ngày, nuôi gà cung cấp thịt và trứng nuôi tầm thì con tầm sẽ nhả ra sợi tơ từ những cái sợi tơ đó mà à, con người dệt lại thành những cái tấm vải để may quần áo nè nuôi lợn để lấy thịt làm thức ăn trồng rau và trồng nhãn để có rau và trái cây Vừa rồi thầy đã giới thiệu với các bạn các hoạt động nông nghiệp nổi bật ở nước ta. ngoài ra vẫn còn rất nhiều những hoạt động nông nghiệp khác các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ở trên internet nha. như thầy vừa giới thiệu hoạt động nông nghiệp ở việt nam rất đa dạng nền kinh tế của việt nam phát triển phần lớn là nhờ vào nền nông nghiệp nên việt nam là một nước nông nghiệp tuy là một nước nhỏ nhưng việt nam nổi tiếng là một cường quốc về nông nghiệp à, là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới thật là đáng tự hào phải không các bạn như vậy qua các thông tin thầy vừa chia sẻ các bạn cũng đã biết và kể tên được các hoạt động nông nghiệp phổ biến ở nước ta tiết học đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau